Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và trong cái video clip ngày hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2022, cơ sở đồ gỗ Đồ Thành Lành sẽ giải đáp cái ý nghĩa hoành phi câu đối, câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn cho quý khách hàng trên toàn quốc được biết cũng như tham khảo các cái mẫu mã hoành phi câu đối viết bằng chữ thư pháp tiếng Việt đây là bộ hoành phi câu đối được làm theo yêu cầu của gia đình anh Lê Vinh. Anh đang sinh sống tại thành phố Ninh Bình. Thì đôi câu đối là được gia đình trùng tu lại và làm thêm một bước hoành phi được làm mới. Cơ sở đồ gỗ đồ thời lanh có nhận trùng tu và làm mới các cái bước hoành phi câu đối theo yêu cầu của quý khách. Thì ở đây, bước hoành phi này được làm với kích thước thông số như sau. Chiều dài là 1m97 Chiều rộng là 67cm Đều thuộc cung số đỏ số đẹp trong thước phong thủy lỗ ban 1m97 thuộc cung Đỗ Đạt Tài Vượng 67 thuộc cung Đăng Khoa đó là chiều rộng Tấm ván là dày 3cm Được điêu khắc câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn thì, uh, Uống nước Chúng ta hiểu là khi uh, Được hưởng các cái dòng nước mát thì hãy nhớ tới nơi uh, khởi đầu cho ta dòng nước Còn về nghĩa bóng thì uống nước được hiểu là thành quả, thành tựu của người khác tạo ra Và nhớ nguồn chính là nhớ tới những người đã tạo ra cái thành quả đó Đó là về ý nghĩa của câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn Ở đây bức hoành phi đã được sơn son thép vàng phủ hoàng kim Tức là phủ bóng bằng một lớp sơn nhật giữ cho bề mặt vàng được sáng và mịn thì cái vàng Đài Loan này thường có tuổi đời tuổi thọ đó là từ 10 tới 15 năm. Do cái quy trình chúng ta khi thờ cúng ra tiên hoặc tại nhà thờ các cái khói hương nó bay vào thì nó sẽ ám lên các cái bề mặt vàng. Có tuổi thọ từ 10 tới 15 năm thì chúng ta sẽ trùng tu lại một lần. Cũng rất là bền. Và chất liệu gỗ được làm trên nền chất liệu gỗ gụ của Lào. Và trong cái cuộc sống hàng ngày thì trong xã hội các cái thành công và thành quả thì không cái nào là không có nguồn gốc không do sức lao động của con người tạo nên của cải thì do bàn tay ta lao động tạo nên và con cái thì do cha mẹ tạo nên mà đất nước trở nên giàu đẹp thì là do cha ông ta giữ gìn và xây dựng thì lòng biết ơn nhớ tới ông bà tổ tiên đó là một đức tính tốt ta cần phải có lòng biết ơn đó chính là về câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn nhớ về ông bà tổ tiên những người đã khai sinh sáng lập mới có thế hệ sau này các công lao to lớn của ông bà để lại để chúng ta được hưởng các vinh hoa phú quý thời sau này đó là về nội dung của câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn khi chúng ta vào không gian phòng thờ gia tiên thì chúng ta sẽ ngẫm lại tưởng nhớ lại công ơn to lớn của ông bà cha mẹ và tiếp theo về phần câu đối đó là câu đối cũng được điêu khắc chữ thư pháp nằm trong cái bông hoa nhật nhật thọ vinh hoa phía trên thì là long hóa ở đây được điêu khắc đó là cây tùng hạc tùng hạc nó đại diện cho sự trường thọ vĩnh cửu câu đối điêu khắc chữ nhật nhật thọ vinh hoa ở vế phải thì nhật nhật ý nói là hàng ngày chúng ta sống để hưởng thọ có thọ có tuổi thọ chúng ta sẽ được hưởng các vinh hoa phú quý. Câu đối rất là ý nghĩa thì trước đây gia đình cũng đã đặt tại một cơ sở cũng gần làng ngày La xuyên. Và câu đối với trái là niên niên tăng phú quý đối với vế nhật nhật thọ vinh hoa. Niên niên thì ý nói là hàng năm chúng ta được hưởng các chúng ta tăng cái lượng giàu sang phú quý tiền bạc hàng ngày sống thọ để hưởng các vinh hoa bộ đôi câu đối rất là ý nghĩa đi kèm với đó là bức hoành phi uống nước nhớ nguồn câu đối được làm với kích thước ngày xưa đó là chiều dài một m sáu chiều rộng là 21 và đây là toàn cảnh bộ hoành phi câu đối uống nước nhớ nguồn chữ thư pháp Chữ được viết theo lối thư pháp rất là đẹp tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh đã làm cho gia đình anh Lê Vinh tại thành phố Ninh Bình. Quý khách muốn làm bộ sản phẩm y như thế này thì liên hệ trực tiếp ngay với cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cơ sở sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Video đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6, cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh tại làng nghề La Xuyên, Chúng tôi có rất nhiều các cơ sở để đáp ứng cái lượng hàng rất là lớn cho quý khách trên toàn quốc từ Bắc vào Nam. Nếu ở trong Nam chúng tôi sẽ gửi xe khách và nếu ở ngoài Bắc thì chúng tôi sẽ lắp đặt và bàn giao tại nhà. Uống nước nhớ nguồn, xung quanh nó là chuyện tàu lá rắt. Phần khung tranh là dày 7cm, làm rất dày, được trên nền chất liệu gỗ gụ lào và nền là nền sơn son tức là sơn màu đỏ, chữ thiếp vàng này loan, uống nước nếu nguồn. Trông rất là đẹp và bắt mắt, chữ sang uh, chữ vuông, chữ giữ diện, không bom tròn, làm theo yêu cầu. Đồ gỗ hiện nay có nhận chúng tu các cái sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh. Và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm các cái thông tin mới nhất.